Xin chào các bạn, trên tay mình là HTC Butterfly 2. Đây là một cái chiếc điện thoại Android có cấu hình rất là cao và nó cũng sở hữu rất là nhiều những tính năng về phần cứng lẫn phần mềm, và nó đã gần như là lột xác hoàn toàn, thay đổi rất là nhiều so với cái phiên bản Butterfly đời đầu tiên. Và đây cũng là một cái chiếc điện thoại có khả năng chống nước tương tự như là S5 và Xperia Z2. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái chiếc Butterfly 2 này. Thì về thiết kế, các bạn thấy là cái ngoại hình của nó thay đổi rất là nhiều so với Butterfly 1. Ở mặt trước chúng ta có một cái màn hình 5 inch, độ phân giải là vẫn là Full HD. Nhưng mà ở phía trên và phía dưới của chiếc máy này thì các bạn thấy là nó có hai cái màn loa. Thì đây là cái hệ thống loa boom sound của HTC. Thì nó sẽ giả lập cái hệ thống âm thanh stereo trái phải khi mà chúng ta đặt máy nằm ngang như thế này. Thứ hai là cái chất liệu vỏ của nó. Thì toàn bộ mặt sau của Butterfly 2 đã được trang bị một cái lớp vỏ bằng nhựa polycarbonate nguyên khối. Các bạn thấy là cái phần vỏ nhựa này nó bao hết trọn cái mặt sau và nó chạy sang cả bốn cạnh của chiếc máy đó. Và HTC có nói là tuy cái chất liệu này nó không mới, Nokia sử dụng rất là nhiều, tuy nhiên họ đã cải tiến nó thêm một bậc để nâng cao cái chất lượng sử dụng của nó trong một thời gian dài, để cho ví dụ như cái màu trắng này nó là nhựa hơi nhám, không phải là trơn bóng, và sau một cái thời gian dài sử dụng thì nó sẽ không có bị cái tình trạng là nó bị ố vàng và chúng ta có thể vệ sinh nó rất là dễ. Ở đây mình có một cái cây bút chì nè, mình có thể vẽ lên, ký tên lên đó thoải mái, và sau đó dùng cái cục tẩy này và mình tẩy ra rất là dễ đó. Tẩy hết và sạch. Đó các bạn, vệ sinh kỹ một chút nữa thì nó sẽ không còn dấu vết gì luôn. Đó, rất là tốt. Nhìn kỹ một chút về cái chiếc thiết kế của máy thì các bạn thấy nè. Đó, cái phần viền của nó cái sẽ được ghép lại bởi từ hai phần. Đó, bên dưới màu trắng đó là cái phần lớp vỏ nhựa polycarbonate, và cái phần viền mỏng mỏng ở trên đó là cái phần bằng kim loại. Đó, thì nó cũng chạy dọc hết cả bốn cạnh của máy. Đó. Các bạn có để ý là những cái cổng kết nối như là cổng sạc micro USB ở giữa nè, rồi cái cổng thanh 3.5 thì nó không có cái nắp đậy bảo vệ. Tuy nhiên nó vẫn có khả năng chống nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IPX 5 và IPX 7. Đó, tương tự như là Z2 và S5. Đó. Và một cái điều nữa đó là đây, ở bên cạnh phải và cạnh trái của chiếc máy này nó có hai cái khe, thì đó là cái khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ. Chúng ta có thể tháo nó ra rất là dễ bởi vì hai bên này nó có hai cái khe, thì chúng ta có thể luồn cái móng tay vào, chúng ta kéo nó ra rất là dễ dàng, không cần phải dùng đến những cái cây chọt SIM, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có mang theo những cái cây chọt SIM đó bên người hết. Thì đó là một cái sự cải tiến rất là đáng giá. Ở cạnh trên thì ngoài phím nguồn thì cái phần màu đen các bạn thấy đó chính là cái cổng hồng ngoài, dùng để điều khiển những thiết bị như là TV và máy trong nhà của chúng ta. Đó là về thiết kế. Còn về phần mềm của chiếc điện thoại này thì nó có rất là nhiều, và chủ yếu là nó thiên về cái tính năng chụp ảnh. Thì mình sẽ làm một cái bài giới thiệu riêng về cái chụp ảnh. Ở đây mình nói sơ thôi. Đây là những cái chức năng cơ bản của camera. Có chụp hình bình thường, tự sướng, dual camera. Đó. Và trong những cái chức năng mà mình nói thì các bạn có thể vào một cái tấm hình bất kỳ đó, sau đó bấm vào cái phần edit thì toàn bộ những cái chức năng chỉnh sửa ảnh và những cái hiệu ứng vui vẻ, những cái hiệu ứng mới, chức năng mới mà HTC giới thiệu trong ngày hôm nay thì nó đều hiện ra trong đây hết. Đó, nó có rất là nhiều, đặc biệt là cái phần hiệu ứng effect này mình sẽ nói kỹ về nó hơn trong cái video tiếp theo. Và sau cùng là về cái cấu hình phần cứng thì chiếc điện thoại này nó có một cái màn hình 5 inch Full HD, và cái màn hình này nó rất là nổi, nhìn nó
nhìn nó rất là thích bởi vì cái tấm nền màn hình được đặt rất là sát lên phía trên so với cái tấm kính của chúng ta. Và ở mặt sau làm nền cho tất cả những cái tính năng giải trí thì chúng ta có một cái hệ thống camera, máy ảnh kép trên và dưới, đó là dual camera, có độ phân giải của cái camera bên dưới là 13 megapixel. Và cái camera phía trên được dùng để ghi nhận lại cái chiều sâu, cái thông tin chiều sâu của tấm ảnh, thì chúng ta sẽ làm được nhiều trò vui vẻ với nó. Và đây là hai cái đèn flash kép và mặt lỗ mic dùng để quay phim. Đó. Cấu hình thì nó có một cái con chip Snapdragon 801 4x2.5GB, 2GB, bộ nhớ trong dao động từ 16-32GB. Và cái camera phía trước thì có độ phân giải là 5 megapixel. Xin cảm ơn các bạn.